30 phút nữa cơ mà. Bon ba nơi xứ là quê người, còn nhớ quê nhà, nhớ hình bóng mẹ cha. Đời con tha phương như chim trời muốn hướng, mơ ước ngày về. Được với thằng đẹp trai nhất ngã cao. Ấy à, cảnh sát giờ này, cảnh sát thấy người Việt Nam cũng ngại, bỏ đi. Thấy người Việt Nam cũng ngại, bỏ đi. À, tranh thủ có thời gian đi vào quay công việc mình làm trong đây là công việc mình làm đấy các bạn, phân loại thực phẩm này, sữa này, sữa chua, bánh kẹo, kem, các thứ hoa quả. Nói chung ở trong siêu thị bán cái gì là công ty mình phân loại cái đấy hết. Ở trong này người ta cấm không quay điện thoại, mình không quay nhiều, quay nhiều sợ họ nói. Đây là cửa ra về. Mẹ ơi cha ơi, quê nhà có khỏe không? Xuân về khắp nơi, lòng con bao dấu ôi mời. Cùng gắn tương lai, mọi nhà mình đúng đây. Mẹ đừng lo nhé, thân con nào xa gì. Hằng trên đôi vai, cơm áo gạo tiền, bước mưa sinh mệt.